Vô tình hình là hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái trick cũng được khá là nhiều anh em quan tâm, đó chính là trick Tuyết Địch Scenic Burst, và cái dạng nhiều vòng của nó đó chính là Multiple Burst. Thì cái này cũng có nhiều anh em là kêu mình làm, tại vì lúc trước mình đã từng làm một lần rồi, nhưng mà anh em nói là cái clip đó nó bị tối, với lại mình hướng dẫn nó cũng chưa có được chi tiết lắm, cho nên là anh em xem thì cũng không có hiểu rõ, cho nên là anh em muốn mình làm lại thì trong video này mình sẽ hướng dẫn lại anh em cái trick đó để cho anh em có thể nắm được rõ hơn. Và nếu anh em xem thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn, và để tiếp tục nhận được video mới của mình một cách sớm nhất thì anh em bấm vào nút chuông ở bên dưới. Sonic Burst nó sẽ có dạng như sau. Đó. Đó, mình sẽ làm lại một lần nữa. Đó, thì cái trick này nó còn có một cái dạng gọi là cái dạng liên tục, đó chính là Multiple Burst. Cho anh em nào mà chưa hiểu thì nó chính là cái dạng liên tục của chiếc này. Đó, nó sẽ trông như này. Đó, đây là Multiple Burst. Đó, như này. Mình sẽ làm liên tục cái chiếc Burst thì nó sẽ gọi là Multiple Burst. Thì để làm được cái chiếc này, đầu tiên chúng ta cần phải làm được một cái chiếc quen thuộc hơn, đó chính là Tuyết Địch Sonic. Thì bởi vì tên nó là Tuyết Địch Sonic Burst mà, cho nên là bắt buộc là các bạn phải làm được cái chiếc Tuyết Địch Sonic trước. Tuyết Địch Sonic thì nó sẽ trông như này. Đó, mình sẽ làm chậm để cho bạn nào mà chưa có tập được cái chiếc này thì có thể nhìn để mà tập theo. Nó sẽ trông như này. Đó. Đó. Thì chúng ta sẽ cầm nó ở phần đầu như này để mà làm được cái chiếc boss, chứ không phải là cầm ngay giữa, tại vì nếu mà cầm ngay giữa thì khi mà các bạn tiếp Sonic lên nó sẽ không có thể nào mà nó đi qua cái ngón trỏ được. Các bạn phải cầm ngay đầu như này, và các bạn phải làm nó ở cái dạng là palm down, tức là cái tay úp như này. Đó. Thì các bạn tiếp tục Sonic lên nó sẽ đưa được cái bút về cái dạng như này. Đó là các bạn đúng. Còn nếu mà nó đưa về cái dạng này là các bạn sai, hoặc là như này thì cũng sai. Nó phải là cái dạng như này thì mới là đúng. Sau khi mà đã đến được cái bước này rồi, chúng ta sẽ làm một cái động tác, đó là đẩy cho cái bút nó đi qua ngón trỏ như này. Đó. Đó, như này. Cái này thì có một số người người ta gọi nó là background reverse. Các bạn đã biết là background nó sẽ trông như này. Đó. Bạn nào mà tập nâng cao thì sẽ biết cái chiếc này nó cũng khá là phổ biến. Còn bạn nào mà chưa có biết tới cái chiếc này thì mình cũng giới thiệu cho các bạn biết luôn, đây là chiếc background, nó sẽ trông như này. Đó. Thì background reverse tức là chúng ta sẽ đi ngược chiều cái chiếc background lại, nó sẽ trông như này. Đó. Thì cái này là do mọi người gọi thôi, còn cái này bản chất nó là chiếc boss. Nó sẽ trông như này. Đó. Đó. Thì khi mà ghép với lại Twisted Sonic, các bạn cầm như là mình hướng dẫn ở bước trước, chúng ta sẽ đi lên tới đây và ghép lại với cái thằng background reverse này, chúng ta sẽ được một cái dạng như sau. Đó, đây chính là Twisted Sonic Burst. Đó, nó sẽ trông như này. Đó, tiếp theo là về cái Twisted Sonic Multiple Burst thì nó sẽ là cái dạng nhiều vòng. Những cái chiếc mà ở dạng nhiều vòng thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tập lên từng vòng. Các bạn coi Son Goku lên CGA cấp 3, cấp 4 gì đó thì nó sẽ là lên từ từ, chứ không thể nào mà các bạn đùng cái các bạn nhảy lên được. Để lên được X2 thì chúng ta sẽ vẫn làm lại cái Tuyết Sonic Burst X1, nhưng mà khi mà cái bút nó vừa lăn qua tới cái phần này, tức là nó tới cái khoảng này, thì chúng ta sẽ bắt đầu hất tay. Chúng ta sẽ hất tay như này, hất. Ví dụ như là các bạn đang quay bằng cái tay phải thì chúng ta sẽ hất về cái phía bên tay phải, chúng ta hất ngang qua như này, hơi hơi nghiêng qua như này. Đó. Và lưu ý là cái ngón giữa là nó phải thẳng ra như này, tại vì cái ngón này là nó là cái chỗ để mà đệm, để mà cho cái cây bút nó lăn lăn qua cái ngón này và nó tiếp tục nó lăn qua cái ngón trỏ tiếp. Còn có nhiều bạn thì co lại như này, đó thì cái phần mà cây bút tiếp xúc nó sẽ còn có một tí tẹo như này thôi, thì nó sẽ không có thể nào mà nó hất được. Nó sẽ trượt, cái cây bút nó sẽ trượt theo cái dốc này, nó sẽ trượt xuống dưới đất luôn chứ nó không có đi qua được cái ngón trỏ. Các bạn lưu ý cái chỗ đó. Đó thì chúng ta đã làm được hai vòng rồi thì chúng ta cũng sẽ tập tương tự với cái cách tập đó, và chúng ta sẽ hất một cách bình tĩnh thôi. Các bạn có thể dùng những cái mod mà nó tương đối là nó có trọng lượng nó hơi nặng một tí để mà các bạn có thể dễ kiểm soát cái cây bút hơn. Còn nếu các bạn dùng mấy cái cây bút nhẹ thì khi mà hất lên thì nó sẽ tương đối là khó, tại vì nó quá nhẹ cho nên là cái tay của các bạn có thể là nó sẽ không có cảm giác được. Các bạn có thể dùng những cây bút có những cái tip nó to to như này, như là tip Airfit, cái kiểu doctor đồ cái kiểu đó, thì các bạn sẽ dễ dàng tập được hơn. Có một số bạn cũng có hỏi mình là cái chuyện mà Burst X2, X3 với lại Multiple Burst thì tới cái mức độ nào thì người ta sẽ gọi nó là Multiple Burst.
Thì thực ra cái này là nó không có quy định, nhưng mà nó cũng phải tương đối là nó hơi nhiều vòng một tí thì mới gọi là multiple bird. Còn khi mà nó ở cái mức là 2-3 vòng trở lại thì thường người ta sẽ gọi là X2-X3, thì nó viết nó sẽ ngắn gọn hơn là cái nguyên cái cụm kia. Tại vì multiple có nghĩa là nhiều, mà khi mà các bạn làm có 2-3 vòng thì đâu thể nào gọi là nhiều được, nghe nó rất là chuối. Làm các bạn có 2.000 mà các bạn nói các bạn có nhiều tiền, sao nó nghe nó cũng hơi kỳ kỳ đúng không? Cho nên là khi mà đạt được cái mức độ nào đó nó tương đối nhiều nhiều một tí thì hãy gọi nó là multiple, còn nó 2-3 vòng thì cứ gọi nó là X2-X3 cho nó gọn. Thì Titanic Burst chúng ta có thể để nó ở bất cứ vị trí nào trong combo. Mình sẽ ví dụ cho các bạn xem một combo sử dụng Titanic Burst, nhưng mà mình sẽ để nó ở đầu để cho các bạn có thể dễ thấy, tại vì để ở giữa nhiều khi các bạn không có chú ý. Nó sẽ trông như này đó, chúng ta sẽ Burst ở đầu và đưa những chiếc khác vào đó, và mình sẽ sử dụng một lần nữa ở cuối cho các bạn có thể xem luôn đó, như này. Và chúng ta đã được một combo có sử dụng tới Sonic Burst. Thì đây là một cái chiếc nó khá là phổ biến trên thế giới, có rất là nhiều người, hầu như là ai chơi cái trò này cũng sử dụng cái chiếc này đó. Cho nên là các bạn cố gắng để mà tập được cái chiếc này thì nó sẽ rất là tốt cho các bạn trong tương lai, các bạn có thể đi xa hơn được, có thể tập lên cao được với cái chiếc này đó. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.